buồn vỡ tan rồi, không dám nhìn vào đôi mắt ấy, đôi mắt lấy khu biển hồ đây.
trong tim một thời, tìm bước ngày xưa ước mơ người con đâu nữa. Ai thương ai quên ai giận hờn, buồn cánh phương dưới khi ta chờ người không tới. Cho hôm nay miên man bồi hồi, nhặt lá vàng mơ khi xưa một mối tình thơ. Bao yêu thương trong ta tìm về, một thoáng trường xưa đã nghe thời gian thoi đưa. Trong tim một thời, tìm bước ngày xưa ước mơ người con đâu nữa. Ai thương ai quên ai giận hờn, buồn cánh phương dưới khi ta chờ người không tới. Cho hôm nay miên man bồi hồi, nhặt lá vàng mơ khi xưa một mối tình thơ. Giọt sương ơi, hey yeah, tình yêu tôi như dòng sẽ san
cà phê như muốn nói cùng em câu gì. Một hai một hai ba vô hai ba vô một hai ba vô một hai ba vô. Mùa xuân long lanh bay theo làn sóng vẽ tình yêu mong manh. Anh mang đêm xanh hay mùa xuân đang về. Khói thuốc bắt khoang ly cà phê. Tiếng hát đang nguyên như ngàn xưa vọng về. Chùm chùm chùm.
nay thanh thang đường dài xây bao ước mơ. Ôi sao mà yêu, sao mà thương đất nước quê ta. Ôi sao mà yêu, sao mà thương đất nước xanh tươi. Ôi sao mà yêu, sao mà thương đất nước hôm nay. Hoàng Thị Liên kính yêu của chúng em, kính thưa
tất cả các bạn lớp 5D thân mến. Trong tất cả các anh chị em chúng ta ngồi đây thì ai cũng trải qua những cái vị trí việc làm khác nhau, cũng trải qua các cái bậc học khác nhau. Tuy nhiên, tiểu học luôn để lại cho chúng ta những cái kỷ niệm sâu sắc nhất và ấn tượng nhất. Những ấn tượng về bạn bè, những ấn tượng về thầy cô, những kỷ niệm thì luôn đồng hành với chúng ta và nó mang cho chúng ta gặp nhau buổi hôm nay. Thế thì có được cái buổi gặp mặt này thì tôi thay mặt cho tất cả các bạn trong lớp là xin gửi lời cảm ơn đến các bạn liên lạc của ba miền là bạn Châu, bạn Hương và bạn Ngọc Anh. Xin dành tràng pháo tay cảm ơn các bạn trước tiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã đến đây chia sẻ cái niềm vui này chung của chúng ta. Tất cả các bạn ngồi đây đã dành thời gian để sắp xếp công việc và chúng ta đã có mặt ở đây. Và chúng tôi ngoài những thành viên trong lớp thì chúng tôi gửi lời cảm ơn đến các chàng rể, các nàng dâu của chúng ta là có anh Mạnh, anh Tuấn và chị Đào. Vâng, cảm ơn tất cả mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người. Phải nói là tôi cũng là người rất là xúc động bởi vì 31 năm rồi mới gặp nhiều bạn ở trong này. Có những bạn thì 20 năm rồi tôi mới gặp. Có những bạn thì một vài năm tôi gặp, nhưng lâu nhất là những bạn 31 năm. Trong đó cô Hoàng Thị Liên cũng là cô giáo mà tôi luôn luôn nhớ để trong tim, nhưng mà cũng bây giờ mới có dịp để gặp cô. Thế thì nhân cái dịp này chúng em gửi lời cảm ơn sâu sắc đặc biệt đến cô. Cô mặc dù là cũng lớn tuổi rồi nhưng mà vẫn biết dành thời gian và tình cảm đến với chúng em. Và bọn em cũng nhân dịp này cũng kính chúc cô và gia đình luôn luôn mạnh khỏe, bình an và mong rằng sẽ được đón tiếp cô ở những cái lần học lớp tiếp theo. Rất mong được đón tiếp cô. Không thể tham dự được cái đợt này, các cô cũng rất là tiếc. Tuy nhiên là vắng mặt các cô, chúng em vẫn mong muốn rằng cái đợt gặp mặt tiếp theo sẽ được đón tiếp cả ba cô chủ nhiệm của chúng em trong suốt thời gian cấp 1. Chúng ta sẽ một tràng vỗ tay thật to để mong rằng đón các cô ở lần tiếp theo. Lời chào mừng. Sau đó thì sẽ đến phần chào mừng của đơn vị đăng cai tổ chức, đó là bạn Ngọc Anh sẽ có vài lời chào đón chúng ta đến với Buôn Ma Thuột. Tiếp tục chương trình là bọn em cũng muốn được nghe một vài lời tâm sự của cô Hoàng Thị Liên, những cảm xúc của cô khi mà nhiều năm rồi mới được gặp lại học trò của mình. Và tiếp tục nữa là đến phần ban cán sự ở lớp sẽ có cái món quà lưu niệm gửi tặng cô và gửi tặng cái đơn vị đăng cai, đại diện ở đây là bạn Ngọc Anh. Tiếp tục nữa là sẽ đến phần cô chủ nhiệm sẽ tặng những món quà cho tất cả các thành viên trong lớp mình. Và phần cuối cùng sẽ là hai tiết mục văn nghệ đặc biệt, đó là bạn Thúy sẽ đọc một bài thơ mà bạn mới sáng tác hôm nay dành tặng riêng cho lớp mình. Và cuối cùng sẽ là phần một bài hát mong ước kỷ niệm xưa. Chúng ta đều mong ước quay lại cái thời còn học ở trường giao thông vận tải. Tôi và tất cả những tôi luôn luôn nói với con tôi là nếu mà được quay trở lại, tôi vẫn muốn quay lại thời học tiểu học. Thì vậy với các con cứ chơi thoải mái đi. Thế thì đấy là cái chương trình chính của buổi lễ. Thì sau đây tiếp tục chương trình là tôi xin mời bạn Ngọc Anh, đại diện cho đơn vị tổ chức, có lời chào mừng đến tất cả các thành viên trong lớp chúng ta. Xin mời Ngọc Anh. Cô giáo và các bạn ở mọi miền đã hôm nay đã về đây tụ tập trên mảnh đất trong bên trời nắng và gió của mình. Kính thưa cô và các bạn, khi chúng ta học lên thì chúng ta khi mỗi người thì cô giáo gọi lên bảng hay sao? Chia cùng nhau, gọi tên tôi khi cần bạn nhé. Trái tim tôi chỉ muốn nói, ta sẽ giữ mãi mãi cho tình bạn luôn bền lâu. Dạ, tôi chỉ có biết cảm ơn tất cả các cô giáo và các bạn bè đã đến với mảnh đất, đến chung vui với em trong lần đầu tiên ở cái đất nước của Sơn Trung. Em hy vọng là sẽ được đón cô với các bạn trong những lần tiếp theo ở tại đây. Thì
Liên thế cô rất là xúc động, những giọt nước mắt rất là hạnh phúc khi mà chứng kiến học trò của mình trưởng thành và vẫn gắn bó với nhau. Vâng, theo bạn vâng, anh đấy. Vâng. Thế thì cô xin có đôi lời. Trước hết là cô xin cảm ơn tất cả các em trong quá trình học đã lâu nhưng vẫn nhớ đến cô và mời cô hôm nay, cô rất là xúc động. Phải nói là hết sức cố gắng, bởi vì cô cũng vừa bị Covid xong, nên là cô cũng cố gắng để cô đi. Bởi vì nếu như không đi thì các em coi như là rất là nhiệt tình. Hầu hết là tất cả các em cũng thấy mọi một số em là cứ gọi điện đến động viên cô là cô cố gắng để đi tham dự cái buổi họp lớp hôm nay, thì cô cũng rất là cảm ơn tấm lòng của tất cả các em đã hình dung cô. Xin báo cáo với cô này, thì tất cả chúng em ngồi đây thì có người thì làm ở trong các đơn vị sự nghiệp nhà nước, có người thì làm ngân hàng, có người làm doanh nghiệp, có người thì làm giáo viên. Tuy nhiên là tất cả chúng em đây đều đang có những cái đóng góp nhất định đối với sự phát triển của đất nước mình. Và trong đó thì cũng có một số bạn cũng yêu quý các cô, rồi nói theo cô cũng tham gia vào ngành giáo dục. Bản thân chúng ta ở đây có rất nhiều người tham gia vào ngành giáo dục, báo cáo với cô thế. Như gọi em với bạn Thạch, với bạn Hương thì ở đại học, rồi bạn Quý ở có cả. Thì cũng báo cáo với cô là dù bất kỳ ở cương vị nào, chúng em luôn nỗ lực và phấn đấu để đóng góp cho sự phát triển của quê đất nước và cho từng giờ do chính gia đình của chúng em, và chúng em cũng là tạo những cơ hội để xích lại gần nhau hơn. Thì cũng thông báo các bạn như này, thì cái sự kiện gặp mặt lần này Buôn Ma Thuột ấy, tôi nghĩ nó là một sự kiện lịch sử đối với tất cả chúng ta. Tôi cũng mong rằng là qua cái sự kiện này thì chúng ta sẽ xích lại gần nhau hơn cả về mặt tình cảm lẫn công việc. Và mong rằng đây là cái sự kiện mà sẽ thúc đẩy hơn nữa cái mối gắn kết của tất cả chúng ta. Ngoài những thành viên trong lớp thì còn có gia đình của chúng ta nữa. Tôi rất mong muốn cái điều đó. Và để tiếp tục, vâng, đến tiết mục tiếp theo ở đây thì xin mời ban tổ chức có món quà. Rồi, nhìn lên, đứng xung quanh cho quà xong, nhìn ra, rồi cô nhìn lên. Anh ơi, nhìn ra ngoài, đó, cười tươi đi. Vỗ tay nào, các bạn. Rồi, ok. Em xin gửi tới cô giáo Hoàng Liên lời cảm ơn sâu sắc bởi cái sự nhiệt tình của cô. Thứ hai là chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn cho sự cố gắng của chúng ta để chúng ta có mặt trong ngày hôm nay ạ. Hôm nay trên cái di chuyển từ cái khu mà chúng ta đi tham quan về thì có một cái chút cảm xúc nó cũng ngây ngô của cái cô bé học sinh tiểu học kia ạ. Và em xin gửi đến cô và tập thể lớp ạ. Giao thông vị trí một nhà, tình cảm gắn bó, chan hòa, yêu thương. 3 phút 5 một chặng đường, hôm nay gặp gỡ, vấn vương bao điều. Ngày xưa nhỏ, chẳng biết yêu. Tiếc quá! Rồi. Chỉ dọa đánh đấm mỗi chiều học tan. Ngày xưa vất vả gian nan, nên ta vẫn chí bền gan học hành. Hôm nay trò đã thành danh, ơn thầy nghĩa vàng sao đành lãng quên. Trò luôn ghi nhớ công ơn, cô thầy dạy dỗ tưới vun thuở nào. Cây có khỏe, lá mới xanh, mới cho hoa trái ngọt lành hôm nay. Tập thể lớp cùng chung tay, tinh thần đoàn kết đặt lên hàng đầu. Và em nghĩ rằng đây là một học trò rất là ưu tú của cô. Ngày xưa thì cô phải dạy cả toán. Cho em bài học hay. Nói sao
Thank you.
trọng. Chào anh. Mọi người đi nhé. Để tình yêu